Xin chào, hôm nay tớ vừa nhận được cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm đến từ học văn chị Hiên. Khi đặt sách thì tớ được tặng kèm bookmark và thư cảm ơn xinh lắm luôn. Giờ thì đến nhân vật chính này, bìa sách màu hồng đáng yêu cực kỳ, khối thì to hơn cả sách giáo khoa, cầm rất nặng tay luôn ý. Chân giấy tương đối dày dặn nha, như tớ thấy trong sách có tất cả 50 bài viết với 45 đề trọng tâm, cấu trúc trình bày của sách khá là dễ hiểu. Lần lượt từng đề và bài làm kèm theo, cũng như nhiều cuốn sách khác. Các bài viết mỗi trong sách là bài làm của học sinh khóa học các năm trước của chị Hiên, nên tớ đoán là văn phòng cũng sẽ gần gũi với chúng mình. Tớ mới đọc thử vài đoạn thì thấy khá là hay, có thể tham khảo khi luyện viết phần nghị luận văn học. Tuy nhiên, tớ vẫn còn một vài lỗi đánh máy mà tớ nghĩ học văn chị Hiên cần sửa để tránh gây khó chịu cho người đọc. À, còn một điểm tớ rất thích luôn, đó là sau khi mua sách, các bạn nhắn tin về page để được hướng dẫn nghe audio nhé. Bộ audio này được tích hợp trên app, rất tiện để nghe đi nghe lại mỗi khi lời đọc sách, giúp nhớ lâu hơn nữa nè. Chốt lại, tôi thấy cuốn sách này khá thích hợp để dùng ôn thi đại học. Còn các bạn muốn mua để ôn đội tuyển học sinh giỏi thì có lẽ không hợp lắm. Tớ sẽ sử dụng em này để rèn kỹ năng viết nghị luận văn học trong kỳ thi sắp tới. Các bạn nếu muốn mua em này thì có thể nhắn tin trên page học văn chị Hiên nhé.